Rồi, trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 16 tháng 8 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có hồng vân yên trái, chồi mồi sỉ lá tròn, hải châu, dúi cũ, mê, trà phục kiến. Rồi, mã số 1 là một cây hải châu nha mấy anh em. Cây này một cây dáng đổ nha. Cây đang phun hoa. Cây dáng đổ đang phun hoa dày kín cây luôn nha mấy anh em. Rồi, em đã cái vành gốc của nó là 24 nha. Vành thân của nó là bề ngon tê út nha mấy anh em. Còn cái vành gốc của nó là 24. Tàn ngang từ bên đây qua bên kia là 30 nha. Tàn đổ từ sau đây nha mấy anh em. Nó rớt to trước là nệm mưu. Rồi, giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha. 280 kè bao ship. Cây đang phun hoa nha mấy anh em. 280 bao ship. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi, qua mã số 2 là một cây hải châu mã số 2. Cây này mọc cốt hai thân nha. Bộ đớ rỡ nơm nậu lên rất đẹp nha mấy anh em. Rồi, em đo cái quanh gốc của nó là 37 nha. Còn quanh thân đây thì tầm quanh mọc thân thì bề ngón tỏ nha mấy anh em. Quanh gốc là 37, chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 457 nha, chiều cao là 57, ngang tàng là 43. Cây đang phun hoa này nha mấy anh em. Phun hoa kín cây luôn nè, dòng lá này, cây dòng lá sáng ấy. Nó cũng tựa như bắp sen nha mấy anh em, cây dòng lá sáng này. Rất đẹp nha. Cây đang phun hoa này. Cây dòng lá đẹp nha mấy anh em. Tây cành đồ là già hết nha. Cây tàng thương dương tây cành già hết nha mấy anh em. Giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha. 350k bao ship. Anh em nào lấy là em cũng đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 3 là một cây trà phục kiến. Cây này cái cốt cũ của nó khá to nha mấy anh em. Tây cành mịn hết nha. Cái cốt cũ của nó khá là to nha. Rồi, em đo cái quanh cũ đấy nha. Là 30, chiều cao tính từ cái mặt bầu đi lên tới đỉnh đọt của nó là 23 nha. Chiều cao là 23, ngang tàng là 35 nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 200 bao ship nha. 200k em bao ship. Rồi, qua cây trà phục kiến mã số 4. Cây này còn cái cũ, cốt cũ của nó nè. Cũng tròn luôn nha. Cây cũng đã đi dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Rồi, em đo cái quanh là 30, chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 23. Quanh 30, chiều cao là 23. Rồi, giao lưu cho anh em là 130k bao ship nha. 130 em bao ship. Rồi, qua mã số anh em. Mã số anh em là một cây mê nha mấy anh em. Cây mê chua. Cây này giờ buổi chiều nó là mê nó thường ngủ ngay nha mấy anh em. Nó ship lá lại nha. Ship lá lại ngủ ngay nè. Cây này một cây dáng quen nhân nha, thân co đấy. Cây quen nhân, dáng quen nhân. Còn thân co lét nha mấy anh em. Thân co lét rất là ngờ thật nha. Thân mà co lét rất là ngờ thật nha mấy anh em. Cây này là có cái củ nè. Cái củ tròn luôn nha mấy anh em. Này, cái củ của nó nè, khá là to nha. Rồi em đo cái quanh củ của nó là 38 nha.
Vành cũ là 38 nè, vành thân đây là 14 cm nha. Vành thân 14 cm, vành cũ đây 38, chiều cao tính từ cái mặt chậu này lên tới đỉnh là 73 nha. Chiều cao là 73. Tà ngang từ bên đây qua bên kia là 45 nha. Cành rớt từ sau đây là rớt tới trước đây là 65 nha. Vành 38, vành thân 14, chiều cao 73. Ngang tàng là 45. Cành rớt từ trên rớt xuống dưới là 65 nha. Thân co lét rất ngờ thật nha mấy anh em. Một cây dáng quen nhân nha. Cụ đớ là anh em yên tâm nha. Cây này thân nó lét lượng rất là mềm mại nha. Đó, đường thân nó lét lượng này nha mấy anh em. Rất là ok nha. Rồi giao lưu cho anh em là 650k bao ship nha. 650 em bao ship cây cây mê mã số nem nha. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 6 là một cây rợ dúi nha. Rợ dúi rất là quái nha mấy anh em. Cây này một cây rợ dúi nó lên nó đổ xuống rất là ngờ thật nha. Cái co đổ nó rất là ngờ thật nha mấy anh em. Cây này nó có mấy cái rợ kêu rất là hay nè. Cây đã sống khỏe nhé, tay canh rồi là ok rồi nha. Đã đi một nước dây rồi nha mấy anh em. Em đo cái quanh gốc của nó là 35. Quanh gốc 35 nha. Quanh thân đây thì tầm 13 cm nha mấy anh em. Quanh thân 13 cm. Quanh gốc là 45. Chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh đây là 28 nha. Tàn đổ từ cái đỉnh đấy nha mấy anh em, nó rớt xuống đây là 40 nha. Cây rất ngờ thật nha mấy anh em. Cây này rất là ngờ thật nha. Chi chốt luôn là nó mọc ok hết nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 380 em bao ship nha. 380k bao ship cây dúi mà số 6. Rồi qua mã số 7 là một cây hải châu sông cầu, dòng lá tròn rí nha. Đây dòng lá này lá tròn rí luôn nha mấy anh em, dòng lá cực kỳ đẹp, cây đang phun hoa nè. Dòng lá tròn rí luôn nha, cây dòng lá cực kỳ đẹp nha. Dòng lá tròn rí mà nó dày nha mấy anh em, dòng lá rất là dày nha. Tây cành cái này là nó thành phẩm đó, nuôi rất già nha. Cây này anh em giờ sẽ kiểm cây sạch kiểm luôn nha. Cây thành phẩm này, tây cành mịn hết, sạch hết. Bộ đớ này, cây này bộ đớ này, nó nở cái đớ rất to nha. Em đo cái quanh eo trên đây nha. Còn cái bộ đớ nó nở ở dưới là khá là to nha mấy anh em. Quanh eo ở trên đây là 18 cm. Chiều cao tính từ cái mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 50 nha. Ngang tàng là 55. Vành 18, chiều cao 50, ngang tàng là 55. Cái bờ đớ là anh em yên tâm nha, rất là dũng dàng nha. Bờ đớ nó nửa đớ rất khá là to nha, cây không bỡ bọng gì hết nhưng mà anh em. Cây thành phẩm rất là ok nha. Tây cành nè, già mịn. Chị sẽ kiểm ra nữa là ok thôi nhưng mà anh em. Mấy cái đây là mấy cái dồi phân, em bỏ mấy dồi phân này nha. Cây dòng lá là anh em yên tâm nha. Dòng lá tròn rí, rất dày nha. Tây cành nuôi rất dè. Cây đã thành phẩm. Rồi, giao lưu cho anh em là 1.200.000 bao ship nha. 1.200.000 em bao ship. Cây này anh em nào lấy là em ship cả cái chậu luôn nha. Chậu này cũng là chậu xi măng nha. Nhưng mà sẵn tiện em ship cả chậu luôn. Giờ anh em thay chậu mới cũng được. 1.200.000 em bao ship nha. Cây đang bắt đầu phun hoa nha mấy anh em. Rồi qua mã số 8 là một cái cụ dúi nha. Dúi cụ cây này đã sống khỏe nha. Và em đã đi dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Nè, một cái cụ dúi nó gút cái đọt lên nhỏ rất là đẹp nha. Cụ dúi đớ nè,
rất là ok nha. Cây này không có mẹt két, không có lúa đâu gì hết, nhưng mà anh em, anh này sang vô trong một cái chậu là rất là ok nha. Rồi em đo cái vành, cái vành cũ của nó nhé, là 40, chiều cao là 26, vành 40, chiều cao 26, ngang tàng là 28 nhé. Cây này là em mới vô dây nên là em lạc cây lá của nó nhé. Cây sống khỉ đỡ rỡ nó rất ok rồi nha mấy anh em. Vành 40, chiều cao 26, ngang tàng là 28. Rồi giao lưu cho anh em là 480k bao ship nha, 480 em bao ship. Cây này, mấy cây này là anh em yên tâm nha, ship cả cái bầu đen luôn đi là anh em yên tâm hết nha. 480 em bao ship cây phụ dúi mã số 8 nha. Rồi qua mã số 9 là một cây hải châu sông cầu nha, cây dòng lá đẹp nha mấy anh em. Đây, cây này nó thu thích dòng lá lại nè. Cây đang phun hoa này nha mấy anh em. Cây thành phẩm hết nha. Cây này mọc, em quay cái bộ đớ nó cho anh em xem nha. Cây này mọc cốt ba thân nha mấy anh em. Cây này già, nó có mấy cái xanh rừng nè. Đó, rất chắc nha. Còn bộ đớ là đớ rửa đâu là sống hết nha mấy anh em. Đớ rửa đâu là sống hết nha. Nó chỉ có mấy cái xanh rừng rất là chắc nha. Cây này anh em giờ làm mấy xanh rừng này rất cùng rất là đẹp nha mấy anh em. Chỉ có mấy cái xanh rừng cho con đớ rỡ đó là sống hết nha. Cây mọc cốt ba thân, bộ đớ này khá to nha. Cây bộ đớ gút đọt lại rất là đẹp nha, cốt lùng lật. Cây này anh em giờ sẽ kiểm ra nữa là thành phẩm hết nha mấy anh em. Chị sẽ kiểm ra là cây sạch kiểm hết nha, cây cành già mịn hết. Cây cũng đang bắt đầu phun hoa đậu trái nha, phun hoa đậu trái hết nha mấy anh em. Cây nè, dòng lá của nó nè, đó, nhỏ rí luôn nha, rất đẹp nha. Trái nha mấy anh em, phun hoa nè. Cây thành phẩm, cây này cành rất khá là dài nha mấy anh em. Cốt ba thân nha. Rồi, em đào cái vành cho anh em xem nha. Em đo cái vành, vành eo gốc đấy nha mấy anh em. Vành eo gốc đấy là 46. Cái này là vành là 46 nha. Chiều cao của nó tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh đọt là 42. Ngang tàng từ bên đây qua bên đây cũng là 42 nha. Còn cái chiều dài của nó là từ siêu đây nha mấy anh em. Nó dài tao trước là 72 nha. Cái từ sau tao trước là 72. Cây này cái tăng nó khá là dài nha. Có cái cây này khá là ok nha mấy anh em. Cốt ba thân, vành gốc là 46, chiều cao là 42, ngang tàng chiều cao là 43, ngang tàng là 42. Chiều dài từ sâu dài tao trước là 72 nha. Cây này là cây hải châu sông cầu, dòng hải châu đọt đỏ nè nhưng mấy anh em. Dòng hải châu đọt đỏ nè. Nó ra cái đọt búp đỏ rất là đẹp nha. Đây nhưng mấy anh em. Nó ra mấy cái đọt đỏ búp đỏ nè, rất là đẹp. Dòng hải châu đọt đỏ sông cầu nhưng mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 1.700k bao ship nha. 1.700.000 em bao ship. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha. 1.700.000 bao ship cả chậu luôn. Cốt lung lật, cốt khá to nha mấy anh em. 1.700.000 bao ship. Cây đang phun hoa đầu trái nha. Rồi qua mã số 10 là một cây hồng quân ăn trái. Cây này mọc cốt hai thân nha. Tây canh đồ là ok hết rồi nha mấy anh em. Đớ rỡ, cái bộ đớ nó trải nè. Cây này là da nè, nó có cái xét rừng ở đây nè, rất là chắc nha, đen thui luôn nha mấy anh em. Em đo cái vành của nó là 43 nè. Cây cốt khá to nha, cốt đẹp luôn nha mấy anh em. Vành 43, chiều cao là 42, ngang tàng là 35 nha.
hồng quân ăn trái rất là ngon nha mấy anh em. Mình chơi bonsai dòng lá nó nhỏ tròn rất là đẹp nè. Bộ đớ là anh em yên tâm nha, bộ đớ nó trải nè, rất dừng dàng nha. Rồi giao lưu cho anh em là 320 em bao ship nha, 320k bao ship cái hồng quân mã số 10. Rồi qua mã số 11 là một cây chồi mồi xỉ lá tròn nha. Dòng chồi mồi xỉ lá tròn thì quả của nó ăn chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha mấy anh em. Cây này là một cây dáng trật nè. Bộ đớ là anh em khỏi phải băng nha, bộ đớ nó trải rất là đẹp nha. Em đo cái quanh gốc của nó là 35, còn cái quanh thân ở trên đây là 20 nha mấy anh em. Thân cũng khá là to nha, quanh 35, quanh thân là 20, chiều cao 50, ngang tàng 40 nha. Cây đã sống khỏe quá, đã đi một lượt dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 4, giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha, 280k bao ship cây Hải Châu mã số, cây chồi mồi xỉ lá tròn mã số 11 nha, 280 bao ship cây chồi mồi xỉ lá tròn mã số 11 nha. Rồi qua mã số 12 là một cây hồng quân ăn trái, cây này dáng trật, chi chốt đó là sống hết nha mấy anh em, cũng đã đi một nước dây định hình rồi nha. Cây bộ đớ trải nha, em đo cái quanh gốc của nó, cái quanh thân này nha mấy anh em, quanh gốc thì nó nở rất là to, em đo cái quanh thân này là 18 cm, chiều cao là 40, ngang tàng là 55 nha. Cây nó già, nó có mấy cây xét rừng rất là chắc nha mấy anh em, không sao hết nha. Rồi giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha, 250k bao ship. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.